Sáng nay ngày 15 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an thành phố Đà Nẵng. Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc điều động bổ nhiệm cán bộ chiến sĩ đảm nhận nhiệm vụ các vị trí công tác tại đơn vị này. Đến dự và chia vui với Công an thành phố có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Theo đó, Thượng tá Lê Cao Tâm, sinh năm 1978, Phó trưởng Công an quận Hải Châu, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng. Trung tá Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1969, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, được điều động giữ chức vụ Phó trưởng phòng cùng 27 cán bộ chiến sĩ biên chế thành 4 đội. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay bên cạnh những thuận lợi, cũng xuất hiện nhiều nguy cơ, thách thức, tác động ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Nhiều đối tượng lợi dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng. Xuất phát từ tình hình đó, việc thành lập phòng PA05 là rất cần thiết nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm công nghệ cao. Đồng thời đề nghị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác. Mặt khác, không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, chủ động phối hợp với các đơn vị của Công an thành phố thực hiện tốt các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm.